chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 7, người biểu tình Sri Lanka đã ca hát nhảy múa trên đường phố thủ đô Colombo sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa gửi email tới Chủ tịch Quốc hội. Tối ngày 14 tháng 7, đám đông biểu tình tập trung đông đảo bên ngoài phủ Tổng thống Sri Lanka, bất chấp lệnh giới nghiêm trên toàn thành phố Colombo. Mọi người hò hét và lắc lư theo nhạc, trong khi những người khác hét vào micro rằng họ muốn đất nước được điều hành tốt hơn. Họ vui mừng vì Tổng thống Rajapaksa đã nộp đơn từ chức qua email vào ngày 14 tháng 7, vài tiếng sau khi bỏ trốn sang Singapore. Email từ chức đang được chuyển tới Tổng trưởng lý để kiểm tra tính xác thực và hợp pháp trước khi được chính thức chấp nhận. Được biết, các cuộc biểu tình phản đối chính phủ do cuộc khủng hoảng kinh tế ở Sri Lanka đã diễn ra âm ỉ trong nhiều tháng và bùng phát vào cuối tuần trước khi hàng trăm nghìn người xông vào các tòa nhà chính phủ ở Colombo. Theo họ, chính Tổng thống và các đồng minh chính trị của ông là nguyên nhân dẫn đến lạm phát phi mã, sự thiếu hụt các mặt hàng cơ bản và tình trạng tham nhũng. Sau khi ông Rajapaksa bỏ chạy khỏi Sri Lanka, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe tạm thời nắm quyền Tổng thống. Tuy nhiên, những người biểu tình nói rằng nếu ông Wickremesinghe chính thức trở thành Tổng thống trong kỳ bỏ phiếu quốc hội tới, họ sẽ không khỏi nghi ngờ về tính đại diện người dân của quốc hội. Nếu Ranil Wickremesinghe được bầu, chúng tôi rất muốn biết ai trong quốc hội đã bỏ phiếu cho một người mà đảng của ông chỉ có 225.000 phiếu bầu, nhưng sắp tới sẽ kiểm soát 22 triệu người. Chúng tôi sẽ phải đặt ra câu hỏi, nếu quốc hội là nơi xem xét các quan điểm của người dân, khi các thành viên quốc hội không hiểu được nhu cầu thay đổi của người dân và những thiệt thòi người dân đang phải chịu. Được biết, quốc hội dự kiến sẽ bổ nhiệm một tổng thống mới vào ngày 20 tháng 7. Trong khi đó, một lãnh đạo cấp cao của đảng cầm quyền nói với Reuters rằng Wickremesinghe là lựa chọn đầu tiên của đảng, mặc dù chưa có quyết định nào được đưa ra.